Ôi cô gái ơi, xuống bên hai sao không ngầu mũ. Không có cái điểm để khán giả ngồi như này nghe nhở. Người xa, em đi về đâu mà dần buông những tình bạn chỉ có hai cái hạt điều đấy, mình lấy cái bé bé đó, nó không tông hơn mắt lắm nó nuôi đây nhà. Thank you.
Đứng ở giữa khán đài trung tâm này. Qua cây đọc văn của anh quá. Nam mô A Di Đà Phật. À đấy, chẳng biết. Nam mô A Di Đà Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.